bay. Cho hỏi hang bay, chủ nhà đâu? Đi vô nhà của người ta hỏi người ta là ai hả? Gặp bà chủ làm cái gì? Nhìn bộ dạng của hai thằng bay là chắc ở dưới quê mới ra thành chứ gì. Kêu bà chủ ra. Tao là ông chủ nhà ở đây nè. Bây giờ lâu lâu thích cải trang thành người nhà quê được không? Chủ nhà? Vậy chuyện bán nhà làm sao? Hả? Chuyện bán nhà. Bán nhà gì? Bán nhà. Ủa mà sao bà chủ bà bán nhà vô quê? Ai biết. Ông chủ mà không biết cái gì ha. Bà chủ của tụi bay á là làm ăn ế ẩm, định bán nhà đi nơi khác ở. Không bán nhà được cho thằng ba tiền này thì đừng hòng bán cho ai khác. Vậy nha. Cái thằng này, Sao cái thằng ba tiền nó nói gì với mấy cậu vậy? Thì cái ông đó ông nói là nếu như mà bà chủ không bán nhà cho ổng là bà chủ không có bán nhà cho ai được hết á. Ủa cái thằng ba tiền gì đó, nó là ai mà nó lớn lối vậy? Nó lấy con của Quang Tuần, cho nên nó dựa hơi bên vợ thâu tóm hết với cái mối làm ăn ở đây, cả nhà đất nữa. Nó đang ép giá cái nhà này nè. Trời ơi, tôi trốn muốn chết vậy đó. Mà giờ nó nói thẳng vậy biết làm sao. Thôi chuyện gì cũng có cách giải quyết hết. Thôi giờ huynh đệ tôi phải dọn đồ đi đây. Ê, mấy cậu đi đâu vậy? Hồi nãy tôi mới vừa gặp đám con Tí với con Mẹo nè. Không biết sao mà bữa nay nó tử tế quá trời luôn á. Nó còn chào hỏi tôi nữa chứ, là tôi hết hồn luôn. Nhờ mấy cậu đó nha. Mấy cậu cơ đây thoải mái đi, tôi không có lấy tiền gì đâu. Tại vì huynh đệ tôi cũng có vài chuyện khó nói mà. Tôi nghe rồi, nhưng cũng nhờ mấy cậu có số có má, cho nên tôi nói mấy gán như vậy đó. Làm ơn ở đây thêm mấy bữa đi, tôi đãi hết cho, rồi tôi giấu cho nữa. Ở đây đường xá quanh co, muốn bắt không phải là dễ đâu. Nghe tụi này là tội đồ, bà chị không ngán hả? Ngán cái gì, mấy cậu giúp tôi không hết, sợ gì chứ. Nếu vậy thì bà chủ đừng có lo. Hiền huynh của tôi đa mưu túc trí lắm, thế nào cũng có cách trị cho tên ba tiền đó một bài học à. Ha hiền huynh ha. Giúp người ta đi chứ nhìn để cái gì. Giúp đi. Cái gì nó cũng có cách giải quyết hết.